các bác muốn mua một chiếc xe ăn chắc mặc bền thì các bác mình có thể mình lựa chọn sang cái chiếc xe này các bác nhá. Rất to cao và rất rộng rãi. Loại xe mà nó cực kỳ là bền các bác nhá. Rất là lành tính. Và tình trạng cũng như là chất lượng của cái con xe này của anh em các bác nhá. Vâng, máy số của xe này vẫn còn zin này. Keo chỉ của nó vẫn còn zin này các bác nhá. Một dàn lốp mới các bác nhá. Và đã được lên thêm rất là nhiều đồ chơi bên trong xe nữa rồi. Trang bị thì sẽ có một số option sau. Đây là có đèn bi này. Đấy, tay cầm lắm của xe ốp lốc rồi này. Gương kính điều chỉnh điện sơn vân gỗ, tem còn nguyên. Đây, chiếc xe hai cầu thì có là gài cầu bi sai đây. Vô lăng của xe không mòn các bác nhá. Vô lăng của xe đẹp chưa? Chưa hề thì bị mòn xấu đúng không ạ? Vô lăng zin. Zin đấy các bác nhá. Tích hợp phím điều khiển nằm hai bên, cục khiên toàn nằm ở giữa. Số tự động hai cầu. Số tự động hai cầu nhá. Vô lăng củ số của xe là vẫn còn đẹp. Ghế da của xe này vẫn là ghế da zin đây. Là một chiếc xe mà ngồi không nhiều, sử dụng không nhiều các bác nhá. Sử dụng ít cho nên là vô lăng của xe, tất cả những vị trí của xe vẫn còn khá là mới đẹp luôn. Đấy, điều hòa của xe là điều hòa auto này. Màn hình giải trí to đùng rồi. Hai túc khiên toàn, hai dàn điều hòa các bác nhá. Đấy. Đây, rất sáng đẹp luôn này. Ghế điện luôn này, tem nguyên. Quá sáng đẹp. Tôn vỏ dòng này cứng rời. Mẫu xe tiền tỷ lúc mới. Bây giờ giá thì rất hấp dẫn để mình vào việc rồi. Các bác mình nhìn ở phần tiêu đề hoặc là mình nghe cho em ở cuối video sẽ biết được cái mức giá các bác nhá. Đây, form dáng đây. Mẫu xe Toyota Portuler 7 chỗ ngồi. Đấy là đăng ký. Còn mình có thể là ngồi nhiều hơn cũng được các bác nhá, không sao cả. Đấy, máy xăng 2 cầu 2.7 các bác nhá. Máy dọc cầu sâu biển 88. Đấy, người Vĩnh Phúc sử dụng chiếc xe này bây giờ bán lại. Bây giờ em nhập về thì em dọn dẹp vệ sinh quay lên. Bác nào đúng chân các bác mình alo em cộng ít lương và sẽ bán lại cho toàn thể các bác thôi nhá. Đấy, đèn đó của xe còn mới đẹp đây này. Cảm biến chống va chạm nằm phía sau này. Camera đây. Gạt mưa đôi gió thứ đây. Cốp sau to, loại này cốp rất là to các bác nhá. Đấy, rộng rãi. Rất là to cao và rộng rãi luôn. Sơn xi bóng mượt cả xe. Đấy, la đúc vành đĩa, vành ABS. Dàn lốp của xe vẫn còn tương đối là dày. Đấy, dòng này có như body. Nhìn rất là khỏe xe luôn đúng không ạ? Keo chỉ của xe hoàn toàn là vẫn còn zin các bác nhá. Các bác nhìn đây này. Keo chỉ vẫn còn zin luôn đây này. Đấy, đúng không? Tem nguyên này. Những cái con vít này của xe vẫn còn sáng này, chưa bị thâm ố này, chưa bị han này. Tất cả toàn bộ những phần tắp đi cánh cửa đồ nhựa xe vẫn còn sáng đẹp tươi mới các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem. Đấy. Vẫn sáng đẹp và tươi mới, cho nên bằng chất nhựa da. Đấy, chất nhựa da các bác nhá. Tem này. Đấy, qua cửa này ok chưa? Răng này ok chưa? Đấy, ghế này. Ghế này các bác ơi. Ghế theo xe, ghế zin theo xe nhá. Con này của em 2009. Đấy, mà còn giữ được cái bộ ghế zin theo xe phải nói là tuyệt vời đúng không? Không phải chiếc xe 2009 nào cũng làm được cái điều này các bác nhá. Và trần của xe thì còn rất là lép đây các bác nhìn xem, không hề bẩn. Đấy, có bốn cửa gió được làm ở phía trên trần đây. Một dàn điều hòa làm phía sau và thổi lên trên. Bốn cửa gió trên trần các bác nhá. Đấy, rất là như vậy. Đấy, gió cửa đẹp chưa này, không hề rách này các bác ơi. Không hề rách. Xe không lỗi tai nạn ngầm nước các bác nhá. Bên em bao cho mình, các bác mang xe về. Các bác kiểm tra thoải mái. Đấy. Lỗi bên em nhận xe hoàn toàn tiền cho mình nhá. Các bác yên tâm chưa? Vâng, bên em sẽ cam kết đều như vậy cho mình, bảo hành cho mình như vậy trong vòng một thời gian. Và các bác mình nếu thấy ok thì các bác mình thấy xe không lỗi thì các bác mình để dùng tiếp. Xe có lỗi các bác mình gửi lại xe nhá. Đấy, em tạo điều kiện cho các bác mình như vậy làm sao mua xe bên em thoải mái nhất. Các bác mình muốn chốt chiếc xe này, các bác mình cứ xem hết video đi, xem xong rồi gọi điện luôn. Bên em chốt giá rẻ, bên em chốt giá tốt, bên em chốt giá đẹp cho mình. Nếu các bác mình thấy được thì các bác mình đặt cọc các bác nhá. Đặt cọc để giữ xe, em chốt cho mình để mình giữ xe các bác nhá. Vâng. Ghế đây. Dạ vâng đây. Đấy, dạ vâng. À, chỗ này là cái tê tay, chỗ này là một cái cốp đồ các bác nhá. Đấy, phanh tay này, cần số này là cái chỗ cần cho mình gài cầu các bác nhá. Đấy, dàn điều hòa phía sau đây, cảm biến đây. Đấy, cổng điện ra 12V đây, cốp đồ đây, tu khiên toàn đây. Nhá. Đấy. Đăng kiểm của xe thì hết rồi nhưng mà bên em sẽ có trách nhiệm là cho đăng kiểm cho mình nhá. Đấy, có trách nhiệm đi đăng kiểm cho mình, đơn giản thôi. Đấy, keo chỉ mắc bị cửa, tất cả bốn cánh của xe còn zin hết. Cả cabo hay là cốp của xe.
keo chỉ còn nguyên hết các bác nhá, không mất một phân, không mất một phân nào cả các bác nhá. Bên em đã kiểm tra rồi, kiểm tra từ về hình thức đến về chất lượng. Xe nó còn phải là tươi, nó phải sáng, nó phải đẹp, nó còn phải mới mới một chút so với đời. Đấy, con xe nào già quá, kém quá, chạy nhiều quá thì nó cũ quá em không mua đâu. Con xe nào nó phải được được đẹp đẹp, tươi tươi xe tí, và thứ hai xe phải không có lỗi, và thứ ba là về mình không phải dọn các bác nhá. Về sửa dọn nhiều quá thì cũng quá tội. Mà đôi khi các bác mình mua xe đôi khi là tưởng là rẻ, nhưng mà về sửa dọn ra thì nó lại quá tiền đúng không ạ, thành đất các bác nhỉ. Đấy, các bác mình cứ mua cho em, các bác mình không biết gì, các bác cứ mua cho em những chiếc xe mà không phải dọn gì nhá. Đấy, không phải dọn gì, các bác về dọn. Đấy, các bác mình dọn không bằng bên em đâu, bên em dọn thì bên em dọn chuyên nghiệp rồi nên nó rẻ. Đấy, nó hợp lý giá các bác nhá, thợ nó không lấy cao được, bên em biết giá rồi mà. Đồ đạc hay phụ tùng sửa chữa nó đều có giá cả nó rồi. Bác nào mà mua về mà mình không biết về mình đi sửa thì bác là thợ, thợ nhà thì không nói nhưng mà thợ ngoài nó chặt chém các bác nhá. Đấy, nó chặt chém rất là kinh, nó kinh luôn, cho nên là mình không nên là mua những chiếc xe mà về để sửa các bác nhá. Được không? Ok các bác ơi, đấy em quay cho mình xem tương đối đầy đủ rồi. Nội thất bên trong em quay thêm cho các bác mình xem một chút nội thất bên trong nhá. Bốn kích điện xe lên xuống thì êm ái và nhẹ nhàng rồi, rất êm. Đấy, đây có tem này. Đấy, những cái đồ nhựa xe quá đẹp luôn các bác nhìn xem này. Không gầm vách cửa, gầm sàn các kiểu, không hề là mục mọt các bác nhá. Không mục mọt gì đâu. Đấy, quay kỹ cho mình xem từng phần. Bác nào muốn xem thêm chỗ nào nữa bảo bên em các nhá, bên em sẽ quay kỹ cho mình, chụp cho mình, gửi qua Zalo cho mình để mình xem sao chi tiết hết các bác nhá. Gửi qua Zalo các bác nhá, gửi Zalo qua Zalo. Đấy, ưu tiên Zalo nhá, các bác kết bạn nhắn tin Zalo bên em để bên em sẽ chốt giá đẹp cho mình. Đấy, không những mẫu xe này và những mẫu xe khác nữa. Và dòng xe Popular thì bây giờ thì em vẫn còn mấy con các bác nhá. Có cả đời 2015 luôn. Có cả Popular đời 2015 nữa cho mình các bác nhá. Đấy, lốp đang đây. Đấy, gầm sàn ok, em sẽ quay cho mình luôn. Đây, gầm sàn đấy nhá, hai cầu đủ nhá. Hai cầu là vẫn đủ nhá các bác. Đấy, máy số sáng đẹp. Máy số củ máy của số xe vẫn còn zin các bác nhá, máy số xe vẫn zin. Máy số cực ngon, cực chất, nó in du. Đấy. Máy số miễn bàn luôn. Chiếc này các bác mình bàn về giá cả cho em thôi. À, về chất lượng xe ok rồi mà về đi thôi, đổ xăng chạy thôi. Nhiên liệu của xe thì loanh quanh tầm khoảng chục lít trên 100 km. Để bác là về đường phố thì chiếc xe này tầm khoảng trên 10 lít nhá. Vâng. Nhưng mà chiếc xe này thì không phù hợp cho các bác mình mua về chạy dịch vụ đâu. Các bác muốn mua gì về chạy dịch vụ thì mình có thể lựa chọn sang dòng xe Innova các bác nhá, một số dòng xe khác nữa. Dòng này là dòng xe đi gia đình các bác nhá. Mà những dòng xe gia đình thì bao giờ người ta đi, người ta dùng bao giờ là cũng sẽ ít, và tất nhiên nó sẽ còn mới rồi, đúng không ạ? Con xe mà chạy dịch vụ, con xe mà chạy nhiều nó sẽ kém đi các bác nhá. Rồi, như vậy thì chiếc xe này đến đây em đã quay giới thiệu cho mình đầy đủ về chi tiết rồi. Các bác liên hệ sớm để có mức giá tốt nhất cho mẫu xe này thì bao số điện thoại hotline của bên em là số 0938586307 này, và 0389000555 và 0335838389. Địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có ship, có hỗ trợ làm sang tên đổi biển chính tên chính chủ cho mình trên toàn quốc, hỗ trợ làm đổi xe cho mình đấy, và đang cần thu mua lại một số lượng xe lớn. Bác nào mà không thích xe nữa bác mình bán, bên em thu mua lại giá tốt cho mình nhá. Các bác có thể mang đến em hoặc là em đến tận nhà các bác luôn để thu mua các bác nhá. Vâng, bác nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe khác, những mẫu xe khác và mình đang tìm hiểu những mẫu xe ô tô cũ, bác mình hãy nhấn đăng ký kênh YouTube bên em. Đây, kênh YouTube bên em coi nhá, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok nữa để xem thêm video mới nhất bên em nhá coi nhá. Rất nhiều xe luôn, địa chỉ số điện thoại đây. Và ủng hộ em bằng những lần like, những lần thích, những lần tim và những lần chia sẻ nữa các bác ơi, em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn bác mình đã quan tâm ủng hộ xem video này, em cảm ơn nhá.